Địch Lệ Nhiệt Ba sắp sửa nắm tay Triệu Lệ Dĩnh tham gia dự án điện ảnh của Phùng Tiểu Cương, bị netizen nhiệt liệt phản đối. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án điện ảnh câu chuyện về cô gái ra khỏi tù của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đang có kế hoạch khởi quay vào tháng 7. Dàn diễn viên chính dự kiến của phim sẽ do Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều khán giả cho rằng, tin đồn này khó có khả năng xảy ra vì sẽ tranh cãi về vấn đề phiên vị giữa Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, cả hai đều là đỉnh lưu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Nếu Triệu Lệ Dĩnh dẫn đầu lứa tiểu hoa 85, thì Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu lứa tiểu hoa 90. Tuy nhiên, xét về thực tích phim ảnh, khả năng diễn xuất lẫn khả năng gánh phim, Triệu Lệ Dĩnh hơn hẳn mỹ nhân Tân Cương. Một số fan hâm mộ của Nhiệt Ba lại không chấp nhận để thần tượng chịu lép vế phiên vị trước diễn viên khác. Nhưng công tâm mà nói, nếu nàng mỹ nhân Tân Cương tham gia dự án này cùng đàn chị sẽ có thể nâng tầm sự nghiệp ở địa hạt điện ảnh, điều mà kỳ phùng địch thủ Dương Tử chưa làm được. Không những thế, còn được học hỏi đàn chị về khả năng diễn xuất của bản thân. Địch Lệ Nhiệt Ba vốn bị coi là bình hoa di động của giới giải trí Hoa ngữ, diễn xuất của cô có nhiều điểm hạn chế, thường biểu cảm nhăn nhó, khó xem. Bên cạnh đó, thành tích phim ảnh của Nhiệt Ba khá kém. Năm 2023, cô nàng có hai bộ phim lên sóng là An Lạc Truyện và Công Tố. Cả hai phim đều thất bại thảm hại. Thậm chí, người hâm mộ của các diễn viên nam còn không muốn thần tượng của mình hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau 9 tháng đóng máy dự án phim chính kịch Lợi Kiếm Hoa Hồng, Địch Lệ Nhiệt Ba vào đoàn phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng cùng Trần Tinh Húc. Sau màn chuyển hình thành công với hai dự án chính kịch là Gió Thổi Bán Hạ hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh, đều nhận phản hồi tốt từ khán giả và giới chuyên môn. Cô được nhận xét diễn xuất ngày càng có chiều sâu, đa dạng và cuốn hút hơn. Hồi đầu năm nay, Triệu Lệ Dĩnh có cơ hội vào vai khách mời trong dự án điện ảnh Điều Thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Dù chỉ là cameo, nhưng sự tham gia của cô là một trong những yếu tố kéo khán giả tới rạp xem phim. Trong phim, cô nàng vào vai Hách Tú Bình, một người phụ nữ tâm điếc, có chồng đi vay nặng lãi không thể trả. Sau khi đám lưu manh tới nhà đòi nợ, chúng còn cưỡng hiếp cô nhiều lần, tạo hình đau khổ. Biểu cảm đau đớn của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả ám ảnh. Đặc biệt, phân cảnh Triệu Lệ Dĩnh bị đánh đập, làm nhục, quần áo rách rưới, bước ra với biểu cảm bất lực khi chứng kiến sự bất lực hèn nhát của chồng, làm người xem nghẹn lòng. Không những thế, dự án Giữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Sau 7 năm sở kiều truyện cũng đạt thành tích nổi bật. Sau thành công của phim, tên tuổi của cô phi thăng thêm một bậc trong giới giải trí. Tuy phong giả của Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện trong sách ôn thi đại học 2024 ở Trung Quốc. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Tuy phong giả của Vương Nhất Bác bất ngờ xuất hiện trong sách ôn thi đại học 2024 tại Trung Quốc. Cụ thể, phim nằm một trong 100 bài văn mẫu của cuốn sách ôn thi đại học cấp tốt năm 2024, chủ đề nóng xã hội phải đọc. Ngoài ra, một trang báo mạng cũng đăng bài nói đoạn thoại của Vương Nhất Bác trong phim đã được nhiều nơi lấy làm tư liệu dạy tiếng Trung cho trẻ em. Được biết, ở thời điểm lên sóng trên đài CCTV8 và nền tảng EQG, Tuy phong giả đã gặt hái thành công ngoài mong đợi. Bộ phim kết thúc với rating trung bình 38 tập đạt 1.765%, ngày cao nhất đạt 2.110%. Thành tích này đưa Vương Nhất Bác trở thành nam diễn viên lứa 95, có phim đóng chính đạt rating cao nhất. Sau khi kết thúc, phim tiếp tục được chiếu trên CCTV1 với 5 khung giờ khác nhau và trên đài vệ tinh Chiết Giang, cùng đài Thâm Quyến, Sơn Đông. Đáng chú ý, trong thời gian phim lên sóng, Vương Nhất Bác được khen ngợi về diễn xuất và nhân vật Ngụy Nhược Lai tạo xu hướng mạnh mẽ. Trên nền tảng Douyin, câu thoại nổi tiếng của Vương Nhất Bác đã được sử dụng trở thành xu hướng cho mục tiêu phát triển kinh tế quê hương. Nhân vật Ngụy Nhược Lai nói, vùng đất nghèo mà bạn đang đến thăm, chỉ cần bạn dành thời gian và sự kiên nhẫn, vùng đất nghèo nàn mà chúng ta biết sẽ phát triển thành một trang trại kinh tế có thể nuôi sống cả thế giới. Mặt khác, có blogger thống kê, Tuy phong giả đã xuất sắc được 6 trên 8 đầu báo lớn của Trung Quốc đưa tin và khen ngợi, gồm Nhật báo Nhân dân, Nhật báo Quang Minh, Nhật báo Giải phóng, Nhật báo Thanh niên Trung Quốc, Nhật báo Tân Hoa Xã, Nhật báo Công nhân, Thiếu Nhật báo Kinh tế và Giải phóng Quân báo. Bên cạnh đó, thành công của Tuy phong giả cũng góp phần giúp cho Vương Nhất Bác gia tăng vị thế của mình trong làng phim ảnh Hoa ngữ. Anh chàng được khen đã vào vai quá đỉnh, không chỉ nhan sắc đẹp nức nở mà diễn xuất cũng vô cùng tốt. Trước đó, Vương Nhất Bác thường gây tranh cãi ở các dự án phim cổ trang lẫn hiện đại vì lối diễn còn nhiều thiếu sót. Với thành tích mà bộ phim mang lại, cho thấy anh sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều thương hiệu quảng cáo lẫn các dự án phim ảnh mới sắp tới. Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ phủ nhận tin đồn đóng cây sinh mệnh.
vai diễn vốn đã thuộc về Dương Tử. Mới đây, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bác bỏ tin đồn nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim Cây Sinh Mệnh. Được biết dự án này là một trong những bộ phim được đầu tư lớn do chính Ngọ Dương Quang sản xuất, bất cứ nữ diễn viên nào cũng mong muốn có được. Đáng nói, khoảng ít giờ trước khi phía Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận, đã có một blogger Trung cho biết, ngay từ khi Cây Sinh Mệnh khởi động, đoàn phim đã muốn giao vai nữ chính cho Dương Tử, cũng chưa từng có ý định muốn tìm người khác thay thế cô, ngay cả khi kịch bản và đề tài do một số nguyên nhân buộc phải thay đổi. Nhà sản xuất Cây Sinh Mệnh liên hệ với Dương Tử từ năm 2022, tuy nhiên khi đó, lịch trình của nữ diễn viên đã kín, nên không thể nhận lời mời tham gia. Thời điểm ấy, việc xây dựng bối cảnh phim cũng gặp nhiều trở ngại. Cuối cùng, Cây Sinh Mệnh phải đợi đến tháng 8 năm nay mới có thể lên sóng. Nhiều người cho rằng, hành động phủ nhận tin đồn của Triệu Lệ Dĩnh có phần lố bịch, vì vốn dĩ không có bất cứ tin đồn nào liên quan đến sự có mặt của nữ diễn viên. Blogger Trung cho biết, nam chính Cây Sinh Mệnh có khả năng sẽ do Bạch Vũ đảm nhận, sao nam vốn nổi tiếng có kỹ thuật diễn tốt, thuộc trường phái thực lực tại CBiz. Bạch Vũ ra mắt công chúng năm 2014 với bộ web drama Điểu Ti Nhật Ký, sau đó nhờ tiếng vang của Trấn Hồn lên sóng năm 2018, đã giúp anh vang danh thiên hạ. Forbes Trung còn liệt kê Bạch Vũ vào danh sách những người dưới 30 tuổi, có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực của mình. Những bộ phim về sau Bạch Vũ tham gia cũng rất được khán giả Trung yêu thích, nổi bật nhất phải kể đến Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Phong Khởi Lũng Tây, hay Cảm Ơn Bác Sĩ. Dương Tử thời gian này đang bận rộn ghi hình cho bộ Quốc Sắc Phương Hoa, tái hợp cùng Lý Hiện, chưa rõ lịch đóng máy của phim. Bên cạnh đó, khả năng cao vào tháng 7 tới đây, mùa 2 Trường Tương Tư do nàng Hoa Đáng đóng chính sẽ được phát sóng. Khoảng 2 năm trở lại đây, sự nghiệp Dương Tử liên tục gặp nhiều thuận lợi, loạt phim hot như Trường Tương Tư, Muốn Mãi Mãi Yêu, và mới đây nhất là Thừa Hoang Ký, đã giúp nữ diễn viên vững vàng top đầu lứa tiểu hoa 90. Cây Sinh Mệnh là dự án trọng điểm được Dương Quang chính Ngọ đầu tư sản xuất. Trước đó, đơn vị đầu tư này cũng từng sản xuất loạt phim hot như Lan Nha Bản, Hoang Lạc Tụng, Minh Lan Truyện. Phim dự kiến khởi quay vào tháng 8 năm nay với chi phí đầu tư khủng. Nhiều khả năng đây sẽ là bộ phim thành công tiếp theo trong sự nghiệp của Dương Tử. Vì sao Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch nhận thành tích kém dù có lượt đặt trước khủng? Gần đây, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch đang có thành tích giảm sút. Đây là bộ phim thứ 3 được chiếu trong năm 2024 của Dương Mịch và tất cả đều thất bại. Hiện, lượt xem của Nguyệt Hồng Thiên đang có dấu hiệu đi xuống, còn thua các dự án đầu tư thấp của các ngôi sao chưa nổi tiếng. Đáng nói, Dương Mịch là điểm trừ lớn nhất của phim, trong khi các sao trẻ diễn xuất linh động, ngoại hình tốt, Dương Mịch bị chê vừa già vừa diễn đơ. Thất bại lần này khiến Dương Mịch trở thành nữ diễn viên hiếm có trong giới giải trí Hoa ngữ, có tới 3 bộ phim không đạt thành tích tốt chỉ trong vòng 1 tháng. So với khí thế ngày càng đi lên của Khánh Dư Niên 2, thì xu thế của Nguyệt Hồng Thiên của Dương Mịch lại càng đi xuống. Trái với nhiệt độ bùng nổ 7.200 ở tập đầu, mức nhiệt lớn nhất cho tập đầu tiên của EQG trong năm 2024, thì xu thế nhiệt và view càng ngày càng giảm. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc đánh giá, ngoài điểm trừ là Dương Mịch, thì phim còn mắc nhiều lỗi cố hữu, kịch bản nhàm chán, không kịch tính, không cao trào, diễn xuất nam nữ chính chưa tốt. Nhiều người bình luận nam chính Cung Tuấn diễn xuất vẫn còn rất non, không tương tác tốt với nữ chính, hình tượng của nhiều nhân vật phụ không giống trong nguyên tác, cảnh đánh nhau trong phim bị chê. Đồ Sơn Hồng Hồng trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên đánh dấu màn tái xuất của Dương Mịch sau thất bại với phim điện ảnh Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được. Tác phẩm màn ảnh rộng này công chiếu từ ngày 1 tháng 5, một trong những kỳ nghỉ lễ lớn ở Trung Quốc, nhưng nhanh chóng rút khỏi rạp vào ngày 6 tháng 5. Trước khi rút lui, Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được chỉ mang về gần 52 triệu nhân dân tệ, 187 tỷ đồng. Đây là thành tích rất khiêm tốn so với những dự án ra rạp vào dịp lễ ngày 1 tháng 5 ở đất nước đông dân nhất hành tinh. Đến ngày 11 tháng 5, tác phẩm được phát trực tuyến trên các nền tảng Trung Quốc. Những năm gần đây, Dương Mịch thường hứng gạch đá vì diễn xuất một màu, lặp lại hình tượng các nhân vật trước đó vào nhiều bộ phim. Đồng thời, người xem nhận định, thất bại lần này còn kéo sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch tụt dốc không phanh hơn. Trong vòng 5-6 năm trở lại đây, người đẹp không có dự án nào gây được tiếng vang. Dù chăm chỉ làm việc trên phim trường, cũng như phủ sóng dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.